Thợ da Lecast xin chào các chị. Sau đây, thợ da xin được hướng dẫn chi tiết 4 bước để cố định lại đinh đáy bị tuột. Các dụng cụ bao gồm: đinh đáy, kìm, các chị lưu ý, răng kìm đã được bảo vệ bằng da, kéo và băng tan. Bước 1, sử dụng tay thuận, cho vào bên trong túi, nhấn thật chặt vào vị trí chân vít bị tuột đinh đáy, sao cho đẩy ra được nhiều vòng gen nhất có thể. Bước 2, nhờ người bên cạnh sử dụng băng tan, cuốn 2-3 vòng theo chiều kim đồng hồ. Lưu ý, cuốn sao cho che được hết phần ren. Dùng kéo để cắt đi phần băng tan còn thừa. Bước 3, các chị sử dụng tay còn lại để xoay đinh đáy. Trong bước này, các chị lưu ý, tay bên trong các chị vẫn ấn mạnh, tay bên ngoài thì các chị xoáy đinh theo chiều kim đồng hồ. Bước 4, các chị sử dụng kìm đã được bọc da vào răng kìm, sử dụng để xoáy thật chặt. Trên đây, thợ da đã hướng dẫn các chị 4 bước cố định lại đinh đáy bị tuột. Thợ da chúc các chị thành công. Nếu có vấn đề cần hỗ trợ, các chị đừng quên để lại tin nhắn vào hòm thư Lecast Letter. Thợ da tạm biệt các chị ạ.